Chào mọi người, hôm nay em lên đó đây có kim tủ chi điện kịp lúc đi về kéo căn để tổ Hồng xin đầu tiên lên cốt chim tâm hơi tối hơi tối đấy đấy. Cái này tổng chiều dài nó là 23 super trai mắt. Đây lên chậm chậm thì lười bốn phân nặng 2,5 lần 250.000 xe 1 250.000 xe 2 cục này hiệu ASK nặng 1,5 kg. Tổng chiều dài của nó là 45. Xe 2 250.000. Xe 3. Này ngoại hình của nó đây. Tổng chiều dài là 45. Đầu chặt này là 6/2. Nặng 1,4 kg. Xe 3 250.000. Xe 4 cái này hiệu ASK 1,5 kg. Đây này là 7/2. 250.000. Xe 4 250.000. Tiếp theo cái cuộc này. Này đâu chặt, đâu đau. Nó bị rổ. Tổng chiều dài là 22. Đầu này là 8. Đầu này 3. Nặng 7 lượng. Nặng 7 lượng. Xe 5 200.000. Tiếp theo mũi khóa mọi người. Mũi khoan dài. Đây này 6-7 lý. 6-7 lý. Này 8 lý. Này 12 lý. Này 10 lý. Cái này 13 lý. Đây đầy đủ mọi người. Bộ này 320.000. Xe 6 320.000. Tiếp theo bộ này. Bộ khoan gai á. Gồm có 2, 4, 6, 8 mũi. Từ mũi 8 đến mũi to nhất là mũi 19, mũi này 14 năm. Bộ này 350.000. Xe 7 350.000.
tiếp theo bộ này 2 bộ 6 7 mũi. Mũi to nhất là mũi 15 năm. Rồi 14 2. Bộ này 350.000. Xe 8 350.000. Tiếp theo mấy mũi này. Mấy mũi này gai xa bình thường được. Mũi này 15 này. Mũi này 12 này. 12 này, 10. 12, 13 gì đó mọi người. Rồi, bộ này 150.000. Xe chỉ 150.000 về tận dụng sai. Tiếp theo bộ này. Mũi nhỏ. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười sáu, mười tám, hai mươi, hai hai. Hai bộ mũi. Từ mũi 8 lít trở xuống. 7-8 lít trở xuống. Rồi, 220.000. Xe 10-220.000. Tiếp theo bộ này. Tiếp theo bộ này mọi người. 2 từ 4 6. Sau 8 10 12 14 16 18. Cả mũi bắc vịt đầu bé vô 20 22 24 26 28 30. 31 mũi mọi người. Bộ này 250. Này có mấy mũi lạ lắm. 10 lít trở xuống, 11 lít trở xuống. Xe 11 250.000. Đó. Tiếp theo lên kim tục dây điện mọi người. Đầu tiên cây này hiệu đen sáng. Đầu này là sai bế. Cái này 200.000. Cái này đang bị kẹt nữa. Tình 6. Tiếp theo là cây này. Cái này hiệu vết xéo. Sai bế. Cái này 270.000. Xe 12 270.000. Xe 13. Cái này vết xéo, cái này sai bế.
Cái này 270.000. CM13 270.000. Tiếp theo cây này sai á. Hiểu hô rán. Cái này 220.000. Tuộc từ chắc 200 giờ xuống đấy. 200 giờ xuống. Cái này xài gia đình đó. CM14 200.000. 220.000. Em lên cái áo canh. Cái này da 20 nhé. Xa 20. Da 19-7. Cái này cắt mấy canh nhỏ luôn nhé. Cắt canh nhỏ đấy nhé. Này, cái này 190.000. CM 15 190.000. Tiếp theo cây này. Cây này xa 20 nhé. Có chữ chữ đấy. Cây này 230.000. Lùng đây. CM16 230.000. Tiếp theo cây này. Có chữ đấy. Xa 20. Lùng lộ này. Nó thiếu lo xó đó. Cái này thiếu lo xó mọi người. Bỏ lo xó 6 nhá. Không để ý. Cái này 230.000. Cho chút tiền bỏ ra 6. Thì lo xó bỏ 6. Xe 17 230.000. Bỏ lo xó xong. Tiếp theo cái này. Này có chữ nhật đấy. Lửa hơi mẹ nhẹ đấy. Cái này 200 mọi người. Xe 18 200. Tiếp theo cây này. Này có chữ nhật đấy. Lưỡi đấy, mẻ nhè đấy. Cái này 170.000. Xe 19 170.000. Tiếp theo cái kim tục dây điện. Này của Mỹ nhé. Cái này tục được sai nhỏ nhá, tuột từ 2 lít trở xuống. Cái này con cắt được nữa. Cái này 120.000. Xe 20 120.000. Tiếp theo là kim này. Kim này hiệu phụ giá.
Cái này dài 18. Cái này 80.000. Xe 21 80.000. Lên bùa. Đeo lên bùa mấy người, cái này càng hư. Bùa này có chữ T đấy. Nặng 1,3 kg. Cái này 170.000. Xe 2 170.000. Tiếp theo cái này càng còn sai được. Hiếu hạt nằm 1,3 kg. Cái này 190.000. Xe 23 190.000. Tiếp theo cái này hiệu bố của má. Bà cú má, vỏ đắt. Cái này nặng 5 lượng nhé, nặng 5 lượng, cái này 80.000. Dài là 33. Mô hình cái này xấu. Xe 24 80.000. Tiếp theo kim rút đi về mọi người. Cái này bị mất một bên này nhé. Mất cái chốt này. Hiệu lốt tớ. Cái này 200.000. Người về lấy cái chi chém lại lại. Xe 25 200.000. Tiếp theo cái này hiệu lốt tử. Mất một đầu ở giữa. Cái này 440.000 mọi người. Cái này dài 24. Xe 26 440.000. Tiếp theo cái cào xích mọi người. Xích nó còn sòng 62 á. Hiệu Super Tống. Cái này 490.000. Xài số 2. Này to mọi người. Tổng chiều dài của cái thân là 50. Xe 27 490.000. Xe 28 và hai cái để làm vườn mình ơi, phát cỏ. Dài 5 lý. À, cái này 120.000 nhé. Tổng chiều dài của nó là 48. Xe 28 120.000. Tiếp theo cái cao này. Cao làm vương.
Cái này 50.000 có chữ đấy. Tổng chiều dài là 29. Xe 29 50.000. Tiếp theo lên ba cái đục. Đục mọi người về cầm cầm tay đục cũng được. Không phải gai mãi đâu. Một cái tròn một cái vuông này. Cái này tròn này. Cái nhỏ là dài 15 14 này, 14 5. Cái nhọn này dài 30. Cái bẹp bẹp này dài 26. Ba cái này 150.000. Xe 30 150.000. Tiếp theo cái này cào sến, cái này Fuji tán cột nó 5 chấm nhá, mọi người về vượt lại nhá. Cột 5 chấm mọi người, mọi người về vượt lại nhá. Cái này 250.000. Xe 31 250.000. Tiếp theo cái xẻng. Cái này dài 28. Chiều ngang là 5/7. Cái này 130.000. Xe 32 130.000. Xe 33. Cái này dài 28 29 gần 29. Ngang ở giữa này 7/5. Cái này 130.000. Xe 33 130.000. Theo cái dao ghẹp này chữ đấy. Này 120.000. Tổng chiều dài là 19.5. Tổng chiều dài cái sắt là 8/5. Xe 34 120.000. Đeo cái kim âm chết. Cái này có xa ít á. Có chơi giá bắn đây. Này 330.000. Xe 35 330.000. Tiếp theo cái mỏ lệch 250. Giá bằng nhiều tô hô kỳ cố. Cái này 90.000 nhé. Nó không
Mì ma nhè đấy. Xe 36 90.000. Theo cái này Toho có ký 250 hiệu hít. Cái này 90.000. Interact. Xe 37 90.000. Tiếp theo cái này 250 hiệu lót tử. Cái này 120.000. Bụi cắn thôi. Xe 38 120.000. Xe 39 đôi chuộc 17-21 của Sơn Ký. Đó, cái dòng đi đó. Này đó. Ní hả? Bộ nó. Ní có nhưng mà để một tất chưa chứ. Văn tôi văn cái đó đi. Văn lấy lấy cái này em được. Yêu cái đi nặng lắm. À, cái này 80.000 luôn ấy. Có cái khóa vàng đó. Đấy, có. Xe 39 80.000. Tiếp theo cái 57-21 ấy. Super Tune. Tạm mình nhìn. Lấy một led. Xe bụng 18.000. Tiếp theo cái này 17-21 Super. Cái này 80.000. Đó, con mì đó. Xe 41 80.000. Tiếp theo cái reel mọi người. Cái này 220.000. Chiều này là 10 phân 8 lý. Chiều này là 10 phân 7 lý. Cảng hứ. Nặng 7 lượng. Không có chữ. Xe 42 220. Tiếp theo cái dao chặt mọi người. Tổng chiều dao của nó là 355. Lưỡi là 13 nắm. Bảng lưỡi là 7. Dài 8 lý. Cái nặng 8 lượng ấy, nặng 8 lượng. Rồi, giá cao mọi người. Cái này giá cao lắm nhá. Ai cần liên hệ em á, xe 43 để hỏi mọi người. Theo lên bộ đục sậu nhé. Bộ đục sậu mọi người. Đầy đủ loài luôn. Này 9 lý này. Này 2 phấn này. Phấn 8 này. Đục dây này. Phấn rưỡi này. Phấn 6 này.
này phần rưỡi này, này phần tám này. Tiếp theo cái này, cái lung, cái này 3 phần này. Tiếp theo cái này 4 phần này. Bộ này được. Rồi. Bộ này 300 nghìn mọi người. Xe 44 300 nghìn. Gồm mấy cái? Này gồm 7 cái. Tiếp theo bộ này. Này chỉnh lý. Cái đục to này. Cái này 2 phần 4 lý, 2 phần 3 lý. Cái này 9 lý. Cái này 9 lý. Cái này hư rồi, bỏ qua. Cái nhỏ này 2 phần 4. Theo cây này có bể đấy, mọi người về sửa lại đi. Cái này 3 phần. Cái này đục to. Đục to này hư rồi. Tiếp theo cái này, này cũng mệt hư rồi. Cái này 2 phần rưỡi, 2 phần 4. Bộ này 250 mọi người. 250. 250 gồm 7 cây. Xe 45 250. Mọi người về tận dụng sai nhé. Thế bộ này đẹp hơn nhé. Này 9 lý này. Cái này phân rưỡi này. À cái này phân rưỡi này. Cái phân rưỡi mọi người. Này 1 phân này. Này 9 lý. Phân 2 này, phân 2 9 lý. Tiếp theo cái này 9 lý. Cái này phần 1 phần 8 lý này. Này 1 phần 5 lý này, phần rưỡi này. Này 9 lý. Rồi, nay gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái. Rồi, cái này 400 nghìn nhé. Xe 46, 400 nghìn. Đây, cái này em sửa lại mọi người. 450 mọi người. Xe 46 á. Bốn trăm năm mươi nghìn. Tiếp theo lên Neto em bán xỉ nhé. Cái này ngang 7 phân rưỡi này. Hoạt động ok mọi người.
Tiếp theo cái này hiểu hồ rán. Này hơi cận. Ngam 7,5 phân. Tiếp theo cái này. Cái này bị chưa gai bao được. Ngam 5 phân. Hơi kẹt. Tiếp theo cái này. Cái này ngam 4 phân. 3,8 phân. Tiếp theo cái này. Cái này ngam dây. Ngam này là 3,8 lý. Này hơi kẹt. Lâu quá nó hơi kẹt. Rồi bộ này 1,4 triệu mọi người. Rồi, 1,4 triệu. 1,4 triệu 5 cây. Tiếp theo cái cào này. Này hiểu của nó đấy. Cái này ngam của nó khoảng 50 nhá. Kẹt được 50. Đây. 18, 150 mm. 45 nó kẹt được 45. Cái này 150.000. Xe 48 150.000. Theo cái này. Cậu, cái này G8. Hiểu nó là ISHO. Chân trên này bị mai. Rồi. Cái này mọi người về xe tạm nhé. 460.000 mọi người. Cái này 550.000 nhé. Nó miệng nó bị hư đây. Chuyển khóa miễn ship luôn nhé. Xe 4,550.000. Mọi người về xe 8. Móc thế, cái móc vị thế. Thùng. Thùng. Kẹo. Con chưa lên. Tiếp theo lên thùng nhé. Em đo thông số trước. Thùng này 25,5. Chiều này 32. Chiều dọc ra là 12. Chiều cao là 9.
thùng này thùng nhỏ mọi người, thùng nhỏ nhé. Thùng này 250.000, xe 50 250.000. Tiếp đeo lên kéo các tôn đấy. Tầm chiều dài là 24 nhé. Cái này 170.000. Xe 51 170.000. Tiếp theo cây này. Này vỏ hứ. Phá vỏ ra luôn. Cái này vỏ hứ mà. Cái này hiểu Mitsubishi. Đây là lò xo lỗ này. Cái này 170.000 luôn á. Xe 52 170.000. Tiếp theo cây này. Mitsubishi. Cái này 180.000. Xe 53 180.000. Tiếp theo cái kẹo tiện rào. Cái này dài 70 nhé. Lửa cái này là 18. Lửa hơi mệt trên này nhà. Cái này 150.000. Xe 54 150.000. Tiếp theo cái này. Dài 70. Mai mai ngoan. Này lửa 18 nhé. Lưỡi dài 18. Cái này 150.000 nhé. Xe 55 150.000. Tiếp theo hai cái tô vịt. Một cái xâm plat. Cây gì cho bắn ngay thùng cái gì á, thùng á đi thẳng lại một đầu bếp hai, một đầu bếp ba. Cây bếp hai nó dài 28, cây bếp hai, bếp hai dài 28, bếp ba dài 23. Coi rồi đi. Hai để nghe thông rồi, mở, mở cái thông ra.
Cái này 150.000 nhé. Xe 56 150. Tiếp theo cây này. Từ đồng, cái này 10.79 nhé, giá bán. Cái này cầm đâm tay lắm. Cái này 110.000 nhé. Xe 57 180. Tiếp theo cái xẻng xúc đất. Cái này da 28. Cái này 130.000, ngang là 7. Mà để có thể chắc ai mượn đó. Xe 58 130.000. Tiếp theo cái lưỡi. Lưỡi dao rừng, cái này có chữ. Lưỡi hai mặt. Lưỡi chặt được nó dài 16. Ở giữa bằng lưỡi là 5,5 phân. Dài 5 lý, dài 4 lý đó, 4 lý rưỡi. Lưỡi này 270.000. Xe 59 270.000. Tiếp theo cái uống ống mình ơi. Tổng dài cái này là 21 năm. Cái này 250.000. Xe 60 250.000. Tiếp theo cái cuộc. Cái này hiệu con voi. Chiều này là 16 năm. Chiều này là 14 năm. Cuộc này 110.000 nhé. Xe 61 110.000. Tiếp theo cái cuộc làm vườn, cái này bị bể đấy rồi. Hiểu con voi mọi người. Cái này đúc hoặc là ren nguyên khối mọi người. 150. Cầm cái này đâm tay lắm. Càng nó bị hư. Tổng chiều dài là 36. Tổng chiều dài này là 23. Chiều này là 6,3. Chiều này là 7 phân. Này nằm nặng 6,5 lưng nhé. Xe 62 180.000. Tiếp theo kim phu giá size 18. Dây điện không? Cái này 150.000 mọi người. Xe 63 150.000.
Tiếp theo dao gấp. Dao này càng sưng. Bị gãy mũi đấy. Cái này 170.000. Tổng chiều dài là 20. Này dài. Dài 5 ly. Xe 6 tứ 170.000. Tiếp theo cái này. Tổng chiều dài là 20. Cái này 3 ly đấy, dài 3 ly đấy. Này 220.000 nhé. Lượng con nguyên. Xe 65 220. Tiếp theo cái cào. Hiệu TG 150 80. Cái này 170.000. Xe 66 170.000. Tiếp theo cái này. Cái này có chữ Nhật đấy. Cái này 280. Cái này 220.000. Xe 67 220.000. Tiếp theo cửa góc hẹp. Hiệu hạn đi 6. Cái này 80.000. Tổng chiều dài là 28 5. Xe 68 220.000. Tiếp theo cái cưa góc hẹp. Cành da quá 26. Tổng chiều dài cái này là 21. Cái này 80.000. Xe 69 80.000. Tiếp theo cái xịt hơi mọi người. Cái này hiệu Kính Ký nhé. $150.000 mọi người. Xe E70 150.000. Tiếp theo cái này. Lưới chuột Super 17 21. Cái này 80.000. Xe 71 80.000. Tiếp theo cái bơm mở bo. Cái này hiệu nó đấy nhá. Tổng chiều dài cả voi là 30. Cái này 170.000 nhá. Xe 72 170.000. Tiếp theo cái móc mọi người. Móc nhôm nhé. 70.000. Dài 16. Ngang ở giữa là 8. Xe 73 70.000. Tiếp theo cái kẹo cắt tốn. Tổng chiều dài của nó là 51. Này nặng 2 ký 3. Cái này 250.000. Này về sưu tầm luôn. Xe 74 250.000.
Tiếp theo có cái này. Cái này hiểu em chứ xí. Triệu hải. Cái này cắt được cạp mới bán. Đây mà hai. Kia. Cắt mà hai. Đây. Cắt nhẹ nha mọi người. Xe 75 1 triệu 200 nghìn. Video của em đây kết thúc rồi. Chào mọi người. Hẹn mọi người clip tiếp theo.